Chào tất cả các bác nhé. Nay em có thời gian review video các bác xem thì những cái món hàng mà em mới mua trên mạng nhé. Thì đây là cái cục sạc dự phòng này. Cái này thì em mua hộ họ thôi. Đây là cục sạc dự phòng này. Cục này thì nó có 16 cell. Pin 18650 nhưng mà em về em đã chế lại do cái cầu đấu của nó, cái âm dương nó nối pin ấy, là nó khi mà mình cho quả pin 18650 và 50 mà nó yếu nhé. Thì em sợ vận chuyển cái thứ này đi nó va đập thì em có đóng lại, có nghĩa là đóng bằng hàn seal, bằng dùng máy hàn seal là em hàn hết lại hai cái rìa âm dương của nó đấu song song hết các bác nhé, đấu song song. Đấy. Đây em có đã có hàn vào và nói thật là cái ấy do em không có khuôn nên là hàn nó cũng không được chuẩn lắm, nên là những cái ấy này nó không được liền mạch, chứ còn cái cục này của nó dùng khá là ok nhé, mất điện các thứ là dùng thoải mái đấy các bác. Nó 16 cell cơ. Đấy. Để phòng khi mất điện thì quá là tuyệt vời nhé. Đấy còn đây em đang sạc đây, sử dụng cái cục sạc zin đấy các bác, cái cục sạc của iPhone ấy, cục to kia. Em có đang dùng thì thấy sạc đây, nó điện áp đang vào đây, cục sạc hai mấy watt ấy. Em không để ý mấy. Còn đây là hai cái đèn led. Đèn led này thì để phòng khi mất điện nhé, có thể cắm một cái cọc USB. Thì đèn led này nó có 2-4 led cũng của Trung Quốc luôn. Nó cái này thì rẻ thôi các bác. Chủ yếu là cái phí vận chuyển thôi, chứ còn cái led này nó cũng rẻ thôi các bác nhé. Em mua hoàn toàn trên Shopee hết. Này. Cái này là người ta đặt thôi. Còn cái này thì cái này em mua để sử dụng cho công việc này. Đấy. Chuyển vận chuyển thì từ đây ba sản phẩm này nó của Trung Quốc hết và gửi bên Trung Quốc về. Cái hộp này thì người ta có bọc dán đàng hoàng nhé. Thì cái bộ đầu cốt này chỉ phục vụ cho những người nghiệp dư nhé, còn những người mà họ chuyên nghiệp thì họ dùng cả túi, cả trăm chiếc, vài trăm chiếc thôi, mỗi một loại như này. Nhưng em thì gọi là thi thoảng mới làm, nên là em chủ yếu là phục vụ gia đình thôi. Những cái đầu cốt mà phục vụ về những cái công việc ví dụ như là ấm điện sửa các thứ ấy, thì có sử dụng bộ này thì rất tuyệt vời nhé. Nó có đủ các loại luôn, đây các bác này, nó có đủ các loại cốt to, cốt nhỏ, cốt đấy có hết nhé, cả cốt nối giữa này. Thì cái bộ này là 520 cái thì nó là 165.000. Thì em xem tham khảo trên mạng vận chuyển ở Việt Nam thì không hiểu tại sao mà vận chuyển bên Trung Quốc về nó còn rẻ hơn là vận chuyển bên Việt Nam nhé. Đơn hàng ấy, thì thấy rằng là mua cái bộ này nó rất là tiện. Các bác nào mà ấy thì các bác nào hay sử dụng thì nên mua. Nó có đầy đủ, không thiếu cái gì luôn. Chủ yếu là màu xanh với màu đỏ. Màu vàng thì có hai loại cốt chữ Y và cốt tròn này. Cốt 5,5 nha các bác nhé. Đấy. Thì em thấy dùng loại này nó rất là hay. Thì nó có đủ các thể loại to nhỏ các thứ, các bác áp vào đâu thì các bác muốn dùng ép cho những cái loại cốt dây điều khiển, dù là đợi những cái đầu cốt ấy rất là tiện. Đấy. Cái này nó ở hay cắm, một là cắm bình nóng lạnh, hai là cái loại này nó hay cắm ở những bình siêu nước, hay ở trong những cái siêu nước là hay cắm cái loại này nhé. Còn cái đầu cốt tròn này cũng rất là tiện, nó không bị tụt. Cốt chữ Y nếu mà mình vặn không khéo là nó chõi ra và làm rất chi là khó nhé. Nhưng cốt tròn này là rất là tiện dụng. Đấy. Nên là các bác nào mà có nhu cầu thì nên ít, có như sử dụng bình thường thì nên sử dụng cái bộ này, nó đa năng hơn. Thì nó chỉ có hơn 100.000 thôi, còn nếu các bác mua cái túi mà hơn 100.000, em nhớ không nhầm như có bao nhiêu tiền một túi đấy. Túi nó khoảng 100 chiếc cơ. Thì mua về rồi thì đến lúc hai mấy nghìn, hai mấy 30.000 thì nó này chỉ có một loại thôi các bác nhé. Còn nếu mà mình thỏa thuận với người bán hàng ấy, gọi là các bác lấy 50 loại này 50 loại kia, nhưng thật ra thì có nhiều cái nó về nhà, ví dụ nó mình áp dụng nó không đúng kích cỡ về, nó rất chi là nó khó làm. Nên là mua một cái hộp này thì nó rất tiện dụng, có loại thì nó ít đầu cốt hơn, như hơn 100 cái, nhưng mà mình thêm mấy đồng nữa thì mình mua cái loại này, nó đang khuyến mại thì nó còn rẻ hơn rất nhiều so với các bác mua
mua mua ở bên Việt Nam mà mua từng túi chỉ sử dụng được bác nhiều thôi, dùng nhiều thôi, còn em thì em dùng bình thường thì em mua ở mức độ là những cái này cảm thấy là nó phù hợp với cái công việc, phù hợp với cái đầu loại đầu cốt nào là em sẽ sử dụng đấy thì dùng nó sẽ tốt hơn. Nay em giới thiệu qua cho các bác xem, cảm ơn các bác. Có mấy gói hàng này thì nó em mua không quá 200 nhé, cái này 114.000 này, cái này 165.000, còn hai cái này thì có mấy chục nghìn một cái thôi. Đấy. Bên đấy người ta gửi hết, mua trên shop, em mua trên Shopee nhé, thì cái này rất là tiện dụng dành cho những cái bác nào mà mất điện rồi là nhà muốn thắp sáng phòng ấy, là cái đèn này nó rất là sáng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, cái này em thử hết sáng rồi nha các bác nhé, quá tuyệt vời đấy. Em thấy dùng cái loại này hay hơn này, rất là lúc mình cần cái gì mình lấy thì không bao giờ bị lộ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.